mình chưa chắc tốt đẹp đâu, cho nên đừng bao giờ cười chê ai cả. Phàm á là hạng phàm phu như nhau, cho nên anh đổ mồ hôi, còn tôi thì đổ ghèn ở mắt. Người nọ không đổ ghèn thì người kia cũng nước mũi chảy lê thê. Không cái dơ này cũng là cái dơ khác. Phàm mang thân người chẳng ai sạch hơn ai, chẳng ai cao quý hơn ai. Sạch hay cao quý là quan trọng ở cái tấm lòng, ở cái tâm thái của mình, ở cái phẩm hạnh của mình. Cho nên đừng vội vàng khinh chê một ai cả. Các vị nên nhớ như thế. A Di Đà Phật. Xin chào cả nhà, xin chào cô chú anh chị các bạn trong cộng đồng mạng trong ngoài nước. Hai anh em con chúc cái nhà con ngày mới luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe bình an. Thì hôm nay hai anh em con có nhận được một phần quà, cô chú Dương Minh Nhật ở bên Mỹ đã giúp đỡ cho bà con nghèo 20 phần quà, một phần quà trị giá là 300.000. Thì bây giờ hai anh em con thì không đợi cái nhà chờ lâu nữa, anh em con mời cả nhà cùng đi phát quà với hai anh em con nha. Rồi đi thôi cả nhà ơi. Quay đi. Dạ. Cửa vô không có sao hết. Cho mì. Chào bà. Bà khỏe không bà? Hôm nay anh em con đến đây có một phần quà của chú Dương Minh Nhật đã giúp đỡ cho bà con mình á, là một chục cái gạo và đường một ngọt và một phần mì. Dạ. Thì bà ơi, bà luôn mạnh khỏe nha bà. Sáng giờ bạn uống gì chưa? Uống cháo rồi. Dạ. Thôi con chúc bà luôn mạnh khỏe nha. Dạ không đi luôn bà ơi. Dạ. Con chào bà hai. Bà khỏe không? Hôm nay anh em con đến đây mà có một phần quà của chú Dương Minh Nhật đã giúp đỡ cho bà con mình, một chục ký gạo và một thùng mì đường ngọt. Minh Nhật ở đâu ạ? Dạ ở bên Mỹ. Dạ. Con là con khách bị bí là con thầy hả? Dạ thì bà nhận con anh để lên nói bà luôn mạnh khỏe nha bà. Cảm ơn. Dạ vì cái chú mà Minh Nhật nó cô rất là cảm ơn đem tới nhà để mà cho vậy đó, thì có lòng mà ngon hết ăn. Dạ cảm ơn nha. Dạ. Hai chú luôn. Dạ chúc bà luôn mạnh khỏe nha. Cảm ơn nhiều nha. Dạ cảm ơn hai chú luôn. Dạ đem tới nhà chụp cực vậy đó. Anh ơi đem đồ lên ở cái nhà thì bự thiệt mà không có tiền. Dạ thì hôm nay anh em con đến đây có một phần quà của chú Dương Minh Nhật đã giúp đỡ cho bà con mình một phần quà. Thì tôi thật cảm ơn mấy chú hết em. Dạ thầy con chúc bà luôn mạnh khỏe nha. Dạ cảm ơn chú nhiều. Dạ cố gắng niệm Phật nha bà. Dạ cái này là phần tôi không hả? Dạ. Có nhà không bà hai? Bà hai ơi. Bà hai bị mù ở nơi đây nè cả nhà. Bà hai ơi. Có hai ơi. Có bà hai ở nhà kìa. Bà hai ơi. Nhưng mà để đồ ở đây đi. Có khách kiếm. Bà ngủ hả? Thôi, vậy mình để thùng đồ đây đi cả nhà. Là bà hai bó mù cả nhà. Dạ không sao đâu, cho con đi. Quê ngoại con ở Ba Chúc này nè cả nhà. Ở cái hồ của Ba Chúc này là con biết rõ. Thì ổng hết dịch nè. Ổng đang nhật đâu. Một cái trời nhỏ nhỏ. Thì hôm nay anh em con đến đây có một phần quà của chú Dương Minh Nhật để giúp đỡ cho gia đình mình là một cái gạo. Dạ thì con chúc ông luôn mạnh khỏe nha. Dạ 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 chào.
Thì bà Hai ơi, hôm nay anh em con đến đây có một phần quà của chú Dương Minh Nhật ở thành phố Hồ Chí Minh này. Cái lộn ở hình ở bên Mỹ để giúp đỡ cho bà một cái gạo này không mang thì được con nói lộn cho bà Hai mừng quá nha, bà Hai mừng con chúc bà luôn mạnh khỏe nha bà. Dạ 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 thì cả nhờ cái gia đình thì gặp nhiều cảnh khó khăn do là đi đâu rồi, bây giờ con sẽ để phần quà ở đây nha. Cho đi gạo nè đâu rồi. Dạ con không biết nữa. Bà Hai ơi, dạ hai anh em con có quà gửi cho bà. Bây giờ tưởng đâu ai? Dạ thì đây là tấm hoành của chú Dương Minh Nhật ở bên Mỹ đã giúp đỡ cho gia đình mình đó. Để đây đi con. Đây con để chú cậu, chú dạ thì con chúc bà luôn anh khỏe nha. Dạ bà cầu chúc cho cái người mà cho bà đó cho được khỏe mạnh, đừng mạnh ảnh phát đạt nha. Dạ. Dạ chào bà. Dạ. Dạ bà Hai ơi, hôm nay anh em con đến đây có một phần quà của chú Dương Minh Nhật ở bên Mỹ đã giúp đỡ cho gia đình mình. Một chú gạo đường ngọn. Không, nhà mày. Để gạo tôi ngồi. Dạ thì con chúc bà luôn mạnh khỏe nha. Dạ. Dạ chào bà. Dạ. Chào bà Hai. Thì hôm nay anh em con có một phần quà của chú Dương Minh Nhật đã ở bên Mỹ để giúp đỡ cho bà con mình. Dạ. Gạo và đường một ngọt nhà mày. Dạ thì con chúc bà luôn mạnh khỏe nha. Dạ và cố gắng niệm Phật nha bà. Chào hai đứa nên mạnh khỏe. Dạ dạ chào bà. Dạ. Nhà mít nha. Mít không có phân thuốc gì chân á nha. Đó, tự nhiên có nước là rồi đó. Hello. Ngoại nhà. Hai ơi. Bà Hai. Thôi chào để phần quà vô em tư. Hai ơi. Bả đâu? Bả đâu? Bả. Thì cậy đi, ổng cũng được kìa. Chú nhận giùm đi. Hôm nay anh em con đến đây có một phần quà của chú Dương Minh Nhật đã giúp đỡ cho gia đình mình. Chồng dạ. Chồng nói giùm. Dạ. Thì chú ông luôn anh khỏe nha. Dạ hôm nay anh em con đến đây có một phần quà của chú Dương Minh Nhật ở bên Mỹ đã giúp đỡ cho bà gia đình mình là một chục ký gạo và một thùng mì đường bột ngọt. Dạ. Dạ. Thì con chúc bà luôn khỏe nha. Dạ, cảm ơn nha chú Vũ nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Bà Hai ơi. Chúc bà Hai đi đâu quá. Qua nhà. Bà. Đó, ừ, đó, 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 à nhớ rồi. Nhớ không? Thì em thì hôm nay em sẽ trao phần quà này cho bà Hai. Bà ba. Dạ, ba. Dạ bà ba. Thì đây là tấm hành của chú Dương Minh Nhật để giúp đỡ cho gia đình mình á. Bà bấy đâu rồi? Bà đi lên mấy nhỏ em rồi. Dạ. Như bà đi chắc cũng hết tháng này bà về. Dạ. Bà từ đó giờ con nhỏ em nó điện về nó kêu con anh Hai ơi năn nỉ mẹ đi lên trển. Dạ. Dạ em chào anh. Ừ. Thì cả nhà ơi, bà Hai ở đây gặp nhiều cảnh khó khăn, bây giờ là đi làm rồi, nữa không có nhà, anh em con trao quà ở đây nha. Cả nhà thông cảm nha. Dì ơi, hôm nay anh em con đến đây có một phần quà của chú Dương Minh Nhật ở bên Mỹ đã giúp đỡ cho gia đình mình là một chục cái gạo quà. À, vậy cô bà cảm ơn gì vậy? Dạ chú Dương Nhật. Chú Nhật. Dạ, hẹn chú về luôn khỏe nha. À. Dạ bà Hai ơi, hôm nay anh em con đến đây một có một phần quà của chú Dương Minh Nhật ở bên Mỹ đã giúp đỡ cho gia đình mình. Dạ, một, dạ cho con gỡ nha. Gạo nữa. Xin cảm ơn. Dạ.
Dặn chúc bà luôn khỏe nha. Dạ. Thì cái nhà ơi, bà hai ở đây đi công chuyện hết đâu rồi, không có nhà, thứ ra hai anh em con để một phần quà nữa đây cho bà. Thôi con để trên đó đi. Ừ, để trên mua vàng lên tư. Bà về kìa. Hả? Bà kìa. Ờ, bà hai về kìa. Bà thấy rõ, bà thấy đường rõ chưa bà hai? Hả? Bà thấy đường rõ chưa? Con nó không thấy luôn. Rồi. Dạ không thấy mổ của con hả? Dạ. Ủa sao lúc đó bà không mổ hai con đi nó không mà, sợ kiệt sức không có sức cháu. Dạ. Quà hả? Dạ, hai anh em con đến đây có một phần quà đây là anh em ruột hả? Dạ, quà của chú Dương Minh Nhật ở bên Mỹ để giúp đỡ cho gia đình mình 10 kg gạo. Dạ. Không mì. Dạ cũng mang ơn chú. Dạ. Dạ, hai cháu. Dạ, con chúc bà luôn mạnh khỏe nha. Dạ. Ơn chú nhiều chú. Dạ, nhận chào bà. Dạ, dạ ông hai, hôm nay anh em đến đây có một phần quà của chú Dương Minh Nhật ở bên Mỹ đã giúp đỡ cho gia đình mình là một chút cái gạo và thùng mì được một ngọt. Rồi, thay mặt đứa em cảm ơn gia đình. Dạ, dạ, dạ em cảm ơn chú. Rồi. Bà hai ơi, hôm nay anh em con đến đây có một phần quà của chú Dương Minh Nhật ở bên Mỹ đã giúp đỡ cho gia đình mình. Cảm ơn nhé. Dạ, thì chúc bà luôn mạnh khỏe nha bà. Hả? Con chúc bà luôn mạnh khỏe nha. Dạ. Dạ. Thôi con đi luôn bà ơi. Dạ. Có nhà không ta? Không có nhà. Vậy mình để đồ lên đây anh Tư. Mình để đồ lên đi. Không biết có xài không nữa. Không có ai ở nhà. Chứ không có bà ở nhà rồi. Không cửa lại. Ở nhà không cảm nha. Thì cái nhờ ơi, hai anh em con thì cũng đã trao 20 phần quà giúp đỡ bà con nghèo. Thì trước tiên hai anh em con cảm ơn chú Dương Minh Nhật ở Mỹ đã giúp đỡ cho bà con nghèo. Hai anh em con thay mặt bà con nghèo cảm ơn chú rất là nhiều. Thì con thì cũng chúc cả nhà cũng như là chú Dương Minh Nhật có một ngày mới luôn vui vẻ, nhiều sẻ, bình an. Hai anh em con chúc cả nhà ngủ ngon. Hẹn lại cả nhà trong những clip theo. Bye bye cả nhà.